Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc đầu CD của thương hiệu Bang Olufsen. Và chiếc đầu CD này có model là Belgram CD 5500. Chiếc đầu CD Belgram CD 5500 này thì nó chạy mắt của Philips CDM4/11 và nó chạy chip giải mã TDA1541A. Đây là một chiếc đầu CD mà chất âm của nó vượt trội so với cả những chiếc đầu CD Philips đầu 8. Chất âm của chiếc đầu CD 5500 này, chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ Việt Vinh sẽ thử chức năng đọc và nhận bài của chiếc đầu CD Belgram CD 5500. Đầu tiên thì chúng ta mở cửa đĩa. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Và chiếc đĩa mà Việt Vinh thử là chiếc đĩa chép. Chúng ta play. Tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Nó vượt trội hơn cả những chiếc đầu CD Philips đầu 8. Every night you go to bed crying. Dòng CD Belgram CD 5500 này thì anh em có thể nhìn qua. Đây là nút cho ổ đĩa ra và ổ đĩa vào. Và đây là nút play. Những model CD của Belgram thì nó chỉ có tiến bài thôi anh em nhé. Nó không có lùi bài. Đấy. Và nút stop chính là nút này. Đấy. Khi mà chúng ta cho đĩa ra thì toàn bộ cái đĩa nó ngừng, nó không quay nữa. Đấy, nó ngừng ngay lập tức. Những cái dòng model Belgram đều thiết kế như vậy anh em ạ. Đây là thiết kế của nhà sản xuất anh em nhé. Đấy. Nguồn điện của chiếc đầu CD này chạy nguồn điện là 220V. Được sản xuất tại đất nước Đan Mạch, Made in Đan Mạch. Chất âm của chiếc đầu CD này thì chất âm của nó vượt trội hơn cả những chiếc đầu CD đầu 8 Philips. Chất âm nó cực kỳ tuyệt vời. Play. Bài 1 đây anh em nhé. Tiến bài này. Bài 2 này. Đấy. Bài 3 này. Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 này. Mắt nó cực kỳ khỏe. Đây anh em nhìn này. Việt Vinh cho đĩa ra nhé. Đấy. Đĩa ngừng ngay. Tức là chức năng này nó chính là chức năng stop. Và bây giờ Việt Vinh sẽ thử qua một chiếc đĩa khác, một chiếc đĩa rất là xấu, anh em nhìn thấy chưa? Play. I don't hurt anymore. All my teardrops are dry. No more walking the floor with that burning inside. Just to think it could be time has opened the door. Thử qua một chiếc đĩa khác. Cho đĩa vào này. Play này. Tiếng cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe
biết giờ này em còn nhớ anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc Belgram CD 5500 đến từ Vương quốc Đan Mạch. Một chiếc đầu mà nó cho một chất âm rất là đẳng cấp. Một chất âm vượt trội hơn cả những chiếc đầu CD Philips đầu 8. Một chất âm rất là tuyệt vời. Và đây là một chiếc đầu CD rất đáng để chúng ta chơi. Anh em ạ, một chiếc đầu CD rất là hay. Và giá bán của chiếc đầu CD này Việt Vinh bán với giá rất là tốt, 3.800.000 đồng. Một chiếc đầu CD như tất cả chúng ta đang nhìn. Và anh em nào yêu thích chiếc đầu này thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 091 765 9929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Ta-da!